Chào các bác nhé, em lên sóng hai chiếc quạt Nhật hàng mới tinh, rất đẹp phục vụ các bác này. Hàng mới trông thiết kế mẫu mã rất là đẹp sang. Cái này nó là 1, 2, 3, 4, 5 cánh các bác nhé, 5 cánh, 5 cánh trong đẹp chạy êm. Chiều cao con này có thể rút lên rút xuống là chắc nó khoảng 90 phân các bác, 90 hoặc là đến 1 mét. Còn con này là để chưa rút lên các bác này. Một con năm rút, một con để thấp. Quạt Nhật mới. Có hẹn giờ 3 số. Giờ tu lăng. Gió êm, mát sâu. Mùa hè đến rồi, các bác có nhu cầu mua quạt ủng hộ bên em nhé. Quạt Nhật tiền 100V đấy ạ. Chiếc em bán 1,3 triệu một chiếc, giá chưa có phí vận chuyển, chưa có biến áp. Để rất êm, số 1. Nhật nhìn trong thiết kế thì nó cũng rất là sang đẹp. Số điện thoại đây bác nhé.